một người con gái không bình thường, nên anh đừng nghĩ rằng em tầm thường. Vì thật sự là em có tiêu chí của mình, nhưng anh lại xuất hiện bất thình lình. Trai đôi mươi nếu là thật thì quá tuyệt, sẽ tuyệt vời hơn nếu anh là bạn trai của em. Nhìn anh thì cũng duyệt, em cho phép anh làm quen vì anh để anh có quyền. Đôi môi kia gọi tên em nếu là thật thì quá tuyệt, sẽ tuyệt vời hơn nếu anh là bạn trai của em. Em là một người con gái không dịu dàng, nên anh trai đôi mươi.